Báo cáo tổ trưởng, mạn trái 90, khoảng cách 30 liên, phát hiện một tàu cá ngư dân có dấu hiệu bị gặp nạn. Hết. Được. 24 đại chỉ huy. 24. 24 báo cáo. Mạn trái 90, khoảng cách 30 liên, phát hiện một tàu cá ngư dân có dấu hiệu gặp nạn. Hết. Hết đại trái. Máy trái dừng. Ngành 47 cử 2 đồng chí thay thế vị trí 24. Đại chỉ huy 24. Có 24. 24 tăng cường tỏ xuồng. Dô. Đồng chí số 3, số 4, tiếp tục tìm kiếm. Dạ. Để tôi đưa lên tàu. Xuồng số 1 đại chỉ huy. Qua kiểm tra không thấy đồng chí số 3. Hết. Đồng chí số 4 và đồng chí tiếp tục tìm kiếm đồng chí số 3. Hòa, em tôi đi huấn luyện về chưa? Ông bình tĩnh nhá. Ông nói đi. Hiếu tham gia cứu hộ tàu ngư dân gặp nạn bị cháy. Trong lúc đang cứu hộ thì tàu phát nổ. Có nghiêm trọng không? Hiếu và những người bị nạn đang được cấp cứu. Hiếu bị nặng hơn cho nên đã được đưa lên viện y học hải quân. Tôi cũng đang ở đây. Tính mạng em tôi thế nào? Hiện tại Viện Y học Hải quân đã điều bác sĩ đầu ngành để cấp cứu cho Hiếu. Còn việc của tôi và ông bây giờ là bình tĩnh và chờ đợi. Thế nhá.
Alo, Trung à? Cô ạ. Cháu đã liên hệ rồi cô. Chiều mai tàu của em Hiếu mới về. Có gì cháu sẽ báo cho cô. Thế thì may quá. Cô cứ yên tâm nhé. Nhưng sao bà vẫn thấy nóng ruột lắm. Thôi thế Trung nhá. Mẹ đừng lo nữa. Ngày mai thế nào Hiếu nó cũng gọi cho mẹ ngay. Thôi nào, bé ngoan, đi ngủ thôi.